Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao Phùng Quang Thanh không chôn ở mai dịch? Việc thi hài cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam không an tán tại nghĩa trang mai dịch mà chôn ở nghĩa trang xã làm giấy lên những suy đoán rằng gia đình ông này tự xây lăng mộ hoàn hành tráng giống như là cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lăng mộ được nói rằng đã được chuẩn bị cách đây 6 năm từ hồi mà ông Trần Ông Phùng Quang Thanh sang Pháp trị bệnh ung thư phổi Và đến nay thì sự việc đã xảy ra có lẽ là đúng theo những tin đồn mà trước kia Các trang mạng xã hội đã từng thông tin rằng đã Gia đình của ông Phùng Quang Thanh đã chuẩn bị được uh, những uh, gì dành cho hậu sự của ông tại quê nhà và báo đảng cũng cho hay rằng lễ tang theo nghi thức cấp nhà nước đối với Phùng Quang Thanh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, diễn ra hôm 15 tháng 9 năm 2021. Theo đó thì thi hài của ông này được an táng vào chiều cùng ngày tại Nghĩa Trang, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, ngoại thành Hà Nội. Ông Thanh hưởng thọ 72 tuổi, vốn là ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 10 và 11, mang hàm đại tướng nên đủ tiêu chuẩn để có một suất mai táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch nơi mà chuyên chôn cất những cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những vị bộ cựu cựu bộ trưởng đã được an nghỉ ở nghĩa trang xã Thạch Đà ở quê hương của ông và không chôn ở nghĩa trang Mai Dịch. Và ý nguyện cũng đồng nghĩa với việc ông Thanh từ chối nằm cùng với các đồng chí của ông ta, đồng đội trong lúc một suất ở Mai Dịch lâu nay vốn là niềm tự hào của nhiều gia đình quan chức cộng sản tại thủ đô Hà Nội và nghĩa trang gia đình rất to và đẹp cho nên có lẽ đây là một lý do vì sao mà ông này muốn nằm ở quê nhà. Có lẽ do sợ dư luận dị nghị và rút kinh nghiệm về những lần đưa tin hậu sự của Võ Nguyên Giáp hay là Trần Đại Quang thì truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam không cho biết chi tiết về quy mô nơi xây mộ của Phùng Quang Thanh. Nhưng ở đó chắc chắn cũng sẽ không có ngôi mộ nhỏ giống như những ngôi mộ khác mà chắc chắn sẽ rất to lớn, rành rang giống như là võ nguyên giáp hay là trần đại quang. Trong khi đó, facebooker lê thái học tiết lộ, thực ra đó là nghĩa trang riêng của gia đình đại tướng phùng quang thanh nằm cạnh nghĩa trang của xã và đã được xây dựng trước đây nhiều năm, rất là to đẹp và gia đình đại tướng mua ruộng của bà con ở đó để xây dựng. Cái này tôi biết do chú em cùng làng đi chợ bên này khoe. Lựa chọn của ông Thanh được cho là học theo cố chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang, người cũng từ chối chuyện hậu sự tại Nghĩa Trang Mai Dịch để xây lăng mộ riêng cho mình với diện tích đất tới hơn 5 hecta Và nhà văn Tạ Duy Anh kể về một lần đi thăm mộ của ông Quang ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thực lòng, trong đời tôi chưa thấy cái mộ nào to như vậy. Chiều dài của khu mộ dọc theo con mương kè đá trên dưới 600 m còn chiều rộng thì từ bờ mương đến phần tiếp giác ruộng lúa thì khoảng 100 m Tóm lại, tính khiêm tốn thì khu mộ của ông chủ tịch nước rộng khoảng 5.500 m vuông Trong khi đó thì người dân thì sống hiện tại thì không có nổi 50 m vuông để xây một dựng một căn tròi để sống cho qua ngày trong đó thì quan chức cộng sản Việt Nam chết đi rồi nhưng vẫn có đến 5, ,5 hecta rưỡi tức là khoảng 15 mẫu bắc bộ và muốn biến mình thành vua thành chúa như là ngày xưa Ông Tạ Duy Anh bình luận một người sống trong lòng dân thậm chí chẳng cần phải có cái mộ và người dân thường chỉ cần 3 mét vuông. Một vị chủ tịch nước nếu như mà nhân số đó với 100 lần tức là khoảng 300 mét vuông thì đã là một con số kinh hoàng. Và nhất là vị chủ tịch nước ấy từng thề suốt đời phấn đấu cho lý tưởng Cộng sản, chiến đấu hy sinh cho nhân loại, cho giai cấp cần lao, không mang đến vinh hoa bồng lộc. Sống đã thế, chết về với cát bụi lại càng phải giản dị hơn. Sống đã hy sinh vì dân, lo cho dân và hưởng sau dân thì chết đi lẽ nào như những lời đồn đại. Chỉ vì ngôi mộ mà khiến cho hàng trăm người dân vĩnh viễn qua các đời không có đất để trồng cấy. Liên quan đến vụ giới chức Cộng sản Việt Nam khi chết đi đều mong muốn có lăng mộ riêng. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai được Đại á Châu Tự Do dẫn lời điều này chỉ báo rằng những người lãnh đạo cộng sản hiện nay trí tuệ rất thấp và nhân cách văn hóa không có gì nên mới hành xử như vậy và không chỉ riêng vụ ông trần đại quang mà trong chế độ cộng sản này các nền văn hóa cộng sản này nó thúc đẩy người ta càng đi tới cái siêu phong kiến càng lên ngôi cao thì càng muốn biến mình thành vua và thành chúa như là ngày xưa điều này để lại tiếng xấu và gieo vào trong lòng người hình ảnh xấu Đấy là một trong những sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Nó không tạo dựng được những con người của văn hóa văn minh hiện đại, dân chủ mà nó đưa con người đi tới thụt lùi, thoái hóa, trở về với vương vua chúa phong kiến độc tài, độc quyền, tàn ác ngày xưa. Đây là một nghịch lý trong xã hội Việt Nam hiện nay và một bên thì lãnh đạo và những người tự nhận là đầy tớ của nhân dân nhưng lại chậm trễm chệ như là vua chúa. Còn một bên là số đông người dân vẫn còn nghèo khổ, không đủ ăn mà trẻ em nhiều nơi không được đến trường. Và họ cố tình xây những lăng tẩm cho to cho lớn như vậy và tương lai của những lăng tẩm mồ mả của lãnh các lãnh đạo cộng sản Việt Nam sau này hậu cộng sản sẽ như thế nào? Như người viết đã từng phân tích trong bài tác dụng của tầm nhìn chính trị, nhìn xa là một đặc điểm cần thiết của những người lãnh đạo đất nước. Các lãnh đạo cộng sản cũng biết nhìn xa nhưng không phải nhìn xa cho đất nước mà nhìn xa cho phần hậu sự của chính bản thân những quan chức cộng sản. Võ Nguyên Giáp nghĩ tới hậu sự khi mà chọn một nơi hoang sơ hẩm hưu phải vượt suốt băng đèo mới có thể tới được đó là Vũng Chùa, thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đồng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để làm nơi chôn xác mình. Được biết. Vũng chùa kín đáo, đến nỗi gió cũng không thể lọt vào được, nên mới được gọi là vũng. Và trường hợp của Võ Nguyên Giáp là khá rõ, ngay cả khi còn sống Võ Nguyên Giáp biết mình đã chết từ nhiều năm trước. Ngày chết ghi trên giấy tờ của Võ Nguyên Giáp là ngày 18 tháng 4 năm 1984 chứ không phải là ngày 4 tháng 10 năm 2013 giấy khai tử của Võ Nguyên Giáp do Thủ tướng Cộng sản Việt Nam lúc bây giờ là Phạm Văn Đồng ký trong quyết định số 58 trên HDBT. Theo nội dung quyết định thì Võ Nguyên Giáp không phải là Bộ trưởng Quốc phòng mà chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã lọt vào tay Văn Tiến Dũng, không phải Bí thư Quân ủy Quân Trung ương đã lọt vào tay Lê Duẩn mà là Chủ tịch Ủy ban Quốc ra về dân số kế hoạch hóa gia đình, chức vụ dân sự và không liên quan trực tiếp hay gián tiếp gì đến quân đội hay hiểu biết của võ nguyên giáp. Nên trong dân gian mới có câu thơ rằng ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em. Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thay vì đặt để họ võ vào những chức vụ dễ nghe không phải cúi gầm mặt xuống khi mà được sướng danh đã cố tình hạ nhục bằng việc giao cho ông ta lo cho bộ phận sinh đẻ và việc sinh đẻ là quan trọng nhưng đó là công việc của các nhà phần nhân loại học và dân số học và xã hội học chứ không phải là của võng đền giáp với toàn bộ quá trình hoạt động không có một chữ nào bà con xa gần với sinh đẻ bộ máy tẩy não của cộng sản việt nam nặn ra những con vẹt có cảm xúc rất giống với người qua những cảnh quỳ khóc khi mà xe tang Võ Nguyên Giáp đi qua hay ôm cột nhà khóc khi mà nghe tin Võ Nguyên Giáp qua đời. Những người đó không biết rằng nếu Võ Nguyên Giáp chết trong thời kỳ của Lê Duẩn làm tổng bí thư thì ngay cả những người làm nghề khóc mướn cũng không dám nhận khóc. Hai năm trước, Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam khi đó là ông Trần Đại Quang nhìn xa khi mà chọn nơi an táng riêng thay vì nghĩa trang mai dịch nơi mà chôn cất những lãnh đạo cộng sản như là Trường Trinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Khả Phiêu vân vân. Mới đây Phùng Quang Thanh cũng biết nhìn xa cho bản thân mình khi mà chọn nơi chôn cất tại nghĩa trang dòng họ Phùng khi mà còn sống thì họ đoàn kết nhau để giữ những chiếc ghế quyền lực nhưng khi mà sắp chết thì họ muốn tranh nhau càng xa càng tốt và khi mà Trần Đại Quang và Phùng Quang Thanh muốn một mình một cõi nguy nga như là một lãnh chúa nhưng cả hai quên rằng dù chôn trong vũng như là vũng nguyên giáp hay chôn uh, trong đất riêng tội ác của họ vẫn còn nguyên lăng mộ hoàng cao khải là một công trình đồ sộ với kiến trúc tân kỳ của thời đó và vẫn còn được duy trì nhưng hoang phế vì không ai muốn nhìn dấu tích của một kẻ phản quốc trong khi đó thì khu lăng mộ của phan đình phùng tại hà tĩnh đông đảo người thăm viếng dù chỉ là khu tưởng niệm hơn là một ngôi mộ thân xác của ông đã bị nguyễn thân gia định hốt thành cho và nhưng ngày nào dân tộc việt nam còn có mặt trên trái đất này trong tim của từng người việt vẫn có một ngôi mộ mang tên phan đình phùng và những sự kiện lăng mộ của lãnh đạo cộng sản bị rời đi, lăng bị san bằng hay xác bị đào lên lấy sọ không phải là chuyện thời phong kiến hay quân chủ truyền chế mà vừa xảy ra cách đây không lâu tại nhiều nước cộng sản trên thế giới. chuyện rời xác Stalin đã được nói đến nhiều nhưng chuyện giật sập lăng Zork Dimitrov tổng bí thư cộng sản Bulgaria Bung hay là chuyện đào Mã lấy xương sọ của Janos Kada, tổng bí thư cộng sản Hungary chắc ít người cũng đã biết. Chuyện sập giật sập lăng Chelsea Dimitrov. Dimitrov là lãnh tụ Đảng Cộng sản Bulgaria và là nhà hoạt động cộng sản châu Âu nổi tiếng. Ông ta là cộng sự viên đắc lực của Stalin sau khi mà bị trục xuất từ Đức sang Liên Xô Năm 1934, trong thời điểm này, Stalin cử Dimitrov vào chức vụ Tổng bí thư của đệ tam quốc tế cộng sản Comintern. Dimitrov chết bất ngờ tại Liên Xô vào ngày 2 tháng 7 năm 1949. Thi hài được đưa từ Liên Xô về Bulgaria để ướp và trưng bày trong lăng uh, Georgi Dimitrov ở Prince Alexander of Badenburg Square. Giống như là ba đình của Việt Nam tại thủ đô Sofia Tháng 8 năm 1999 khi mà Bulgari trở thành một nước theo chế độ Cộng hòa Thứ hài của Dimitrov bị đưa ra khỏi lăng và hỏa thiêu Cho của Dimitrov thay vì được đem rắc đâu đó lại được đem về chôn ở nghĩa trang Sofia và việc đưa xác của Dimitrov ra khỏi lăng để đi thiêu phải thực hiện một cách kín đáo lúc nửa đêm để tránh dân chúng từng là nạn nhân của chế độ cộng sản đến đòi nợ xương máu. Chôn cất Dimitrov là một quyết định không quá khó nhưng san bằng lăng Dimitrov là một công việc nặng nề. Các chuyên viên cho nổ ba loạt mìn có sức công phá mạnh nhưng vẫn không giật sập được hết lăng Lần thứ tư họ vừa dùng mìn vừa dùng xe xúc lớn mới có thể giật sập được lăng màu trắng của cựu tổng bí thư đệ tam quốc tế cộng sản. Và chuyện đào mã Janos Kada, Janos Kada nguyên tổng bí thư của đảng cộng sản Hungary và là một uh, kẻ phản quốc theo liên xô để tàn sát đồng bào của mình sau cuộc nổi dậy Hungary 1956. Sau năm 1960, Janos Kada được thay đổi đường lối cai trị bằng các chính sách ôn hòa hơn, nhưng tội ác do y gây ra không vì thế mà được quên đi. Janos Kada chết ngày 6 tháng 7 năm 1989, 3 tháng trước khi mà chế độ Cộng sản Hungary sụp đổ. Ngày 2 tháng 5 năm 2007, mộ của Kada đã bị đào lên nhiều xương cốt kể cả xương sọ của ông ta đã bị lấy đi và một dòng chữ trích từ một bản nhạc rock như là một bản án được để lại bên cạnh mộ và những kẻ sát nhân và kẻ phản bội không được yên nghỉ trong vùng đất thánh 1956 đến 2006. Tờ Guardian tường thuật trong số báo ngày 3 tháng 5 năm 2007 rằng hôm qua cảnh sát Budapest cho biết rằng sọ và một số bộ phận xương khác của lãnh đạo Cộng sản Hungary, Janos Kada và chiếc bình đựng cho cốt của vợ ông đã bị đánh cắp khỏi mộ của ông. Người viết không có ý muốn nguyền rủa hay chủ ẻo gì ai và cũng không tiên đoán những gì xảy ra cho lăng tẩm hay phần mộ của các lãnh đạo Cộng sản những sự kiện vừa nêu vẫn còn mang tính thời sự chứ không cần ai phải tiên đoán, ngày nào trái đất còn xoay thì sự thật sẽ còn cơ hội được soi sáng và lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng. Trong mỗi khoảnh khắc đi qua trong cuộc đời, chính chúng ta chứ không ai khác gieo một nhân cho tương lai của mình và tương lai có thể là ngay trong phút tới, giờ tới, ngày mai, sang năm hay nhiều năm nữa. Nhưng nếu gieo nhân ác thì sẽ phải gặt quả ác dưới hình thức này hay là hình thức khác. Tuy nhiên thì một điều mà ai cũng nên biết là không bao giờ quá trễ cho một người để thay đổi tương lai. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một cô giáo ở Quảng Bình được trích hai mũi Echazeleca chỉ trong vòng vọn vẹn có 10 phút một cô giáo ở tỉnh Quảng Bình được chích hai mũi vaccine của Anh quốc đó là AstraZeneca chống Covid-19 mà chỉ cách nhau có 10 phút không ai được chích hai mũi thuốc ngừa Covid cùng một ngày mà phải đợi vài tuần sau mới được chích mũi thứ hai cho bất kể một loại thuốc của bất cứ một hãng nào trên thế giới nhiều báo tại Việt Nam đưa tin này vì đây là một trường hợp hy hữu độc giả một số tờ báo phẫn nộ nên chỉ trích khá nặng lời một nửa là lỗi của sự thiếu sắp đặt thận trọng của nhân viên y tế, một phần có thể là từ sự vô tình hay là sự cố ý của người được trích. Theo tờ báo Người Lao Động, chuyện ở huyện Lệ Thủy được cấp phát gần 2.300 liều vaccine uh, AstraZeneca. Cô giáo tên NTK dạy tại trường tiểu học xã Trường Thủy đến trích ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Đa Khoa của huyện Lệ Thủy khi vào khu vực tiêm có hai tờ giấy một tờ tự nguyện khai tiêm vaccine và tờ còn lại là do bác sĩ khám và lúc này thì khi cô ca đã tiêm xong mũi đầu tiên nhân viên y tế đã đánh dấu vào tờ bác sĩ khám mục rồi đã tiêm và tờ người lao động kể thay vì xuống ghế ngồi đợi 30 phút để theo dõi cô ca gấp tờ giấy đã đánh dấu đã tiêm rồi qua bàn khác trình tờ giấy khai tự nguyện tiêm vaccine để tiêm mũi thứ hai. Tờ báo trên kể tiếp rằng tại bàn tiêm này, cô ca đưa các nhân viên y tế tiếp tục tiêm mũi thứ hai trong vòng chưa đến 10 phút đồng hồ và khi mà nhân viên lật tờ giấy để đóng dấu liền phát hiện nữ giảng viên này đã tiêm ở bàn trước đó. Cô ca được đưa sang phòng khám bên cạnh để theo dõi ở bàn cấp cứu. Sau hơn 40 phút thấy sức khỏe bình thường, bệnh viện đã cho người chở cô ca về nhà. Tờ Người lao động thuật lời ông Lê Viết Sĩ, trưởng phòng y tế huyện cho rằng lỗi này do nhân viên y tế không kiểm soát kỹ. Tuy nhiên thì khi bác sĩ dò hỏi về việc nữ giáo viên sao lại cố tình tiêm hai mũi vaccine chỉ cách nhau 10 phút, cô ca thản nhiên trả lời tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi. Trên bản tin khác của tờ Thanh niên, cô NTK thấy được dẫn lời Tôi không nói ý định tiêm 4 mũi như vậy, vì tiêm xong hai mũi tôi đã hoảng hồn rồi và giao báo ngay với y tế và lúc đó tôi hoảng rồi đầu óc đâu mà nói như vậy và khi mà tôi nộp giấy ở bàn tiêm thứ hai thì hai tờ ghim lại vẫn để thẳng như vậy chứ không gấp tờ nào cả nhưng tờ tuổi trẻ dẫn lời Ngô Đức Vận, giám đốc bệnh viện nói trên khẳng định trường hợp tiêm hai mũi vaccine chỉ cách nhau 10 phút này xuất phát từ chủ ý của người tiêm ngay từ đầu nên đã đánh lừa nhân viên y tế để được tiêm. Các báo đều cho hay sức khỏe của NTK vẫn không có dấu hiệu nào bất thường. Điều đáng nói đây là một giáo viên chứ không phải là một người lao động chân tay bình thường vì sự hiểu biết của một người giáo viên không uh, giống như là những người lao động chân tay bình thường ít học vì ai cũng biết rằng tiêm hai liều vaccine một lần như thế này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người được tiêm thưa quý vị và các bạn thân mến lần đầu tiên Việt Nam chi nhiều tiền quỹ vaccine sau khi gửi ngân hàng để lấy lãi trong khi người dân và doanh nghiệp góp hàng ngàn tỷ đồng cho quỹ vaccine nhưng số tiền này không được dùng mua vaccine mà nhà cầm quyền gửi ngân hàng để lấy lãi, thì nay mặt trận Tổ quốc Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục kêu gọi đóng tiền để chống dịch. Trong đợt kêu gọi góp tiền mới nhất, theo báo Việt Nam Plus, hôm 16 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Cộng sản Việt Nam phát đi thư kêu gọi vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 thư ngọ nêu lý do để cho người dân phải góp tiền nguồn lực của nhà nước có hạn và rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh và nhất là bảo đảm an sinh cho người nghèo người yếu thế người cơ nhỡ mất việc làm và một phần kinh phí mua vaccine tiêm cho toàn dân để sớm đưa đất nước trở lại hoạt động bình thường Bức thư cũng viện dẫn số câu ca dao tục ngữ như là thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy bí cùng để thuyết phục người dân, có nhiều góp nhiều có ít thì góp ít. Tuy thư ngỏ nêu cam kết công khai minh bạch sử dụng đúng mục đích có hiệu quả mọi sự đóng góp, nhưng đến nay mặt trận Tổ quốc Cộng sản Việt Nam chưa hề thực hiện việc này trong các đợt kêu gọi góp tiền trước đây, nhất là trong chiến dịch kêu gọi đóng góp giúp người dân vùng lũ hàng năm. Trước cuộc vận động nêu trên, người dân Việt Nam từng được kêu gọi góp tiền lần lượt cho quỹ vaccine và gần đây nhất là chương trình sóng và máy tính cho em. Báo Vietnamnet ghi nhận tính đến hôm 17 tháng 9, quỹ vaccine đã thu được 8.427 tỷ đồng, nhưng không cho biết quỹ này đã chi bao nhiêu cho việc mua vaccine và phần lớn thì số tiền này đang được gửi ngân hàng để lấy lãi. Đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chủ trương ngoại giao vaccine, tức là vắc giá đi xin, từ chính phủ các nước Âu Mỹ thay vì đặt mua với các hãng dược. Trong hành động mới nhất, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 16 tháng 9 đề nghị Thủ tướng Áo Sebastian Kurz xem xét hỗ trợ chuyển nhượng vaccine. Rồi dư, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Gần như mới chỉ có Cộng hòa Czech chịu nhượng lại 500.000 liều vaccine dôi dư cho Việt Nam. Trong lúc thì theo báo Tuổi Trẻ, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế đang tích cực trao đổi với phía Ba Lan về việc mua lại 3 triệu liều vaccine mà chính phủ Ba Lan đã cam kết nhượng lại cho Việt Nam. Sau một thời gian dài, tiền trong quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được gửi ngân hàng để lấy lãi. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ký quyết định chi 2 650 tỷ tương đương với 115 triệu đô la Mỹ từ quỹ này để đặt mua 20 triệu liều vaccine Pfizer. Đây là lần hiếm hoi công luận thấy quỹ vaccine được dùng để mua vaccine thay vì để gửi ngân hàng lấy lãi như là trong thời gian vừa qua. Báo Dinh hôm 18 tháng 9 cho hay Bộ Y tế hứa hẹn rằng tháng 9 và cuối năm lượng vaccine ngừa Covid-19 sẽ về nhiều hơn và hàng chục triệu liều Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca mỗi tháng trước đó báo chính phủ hôm 11 tháng 6 trong bài tiếp nhận ủng hộ 326 000 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng chống covid-19 dẫn lời hồ đức phước bộ trưởng tài chính cho biết rằng tiền ủng hộ tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng với quy định khi đó thì yêu cầu chi được phê duyệt bộ tài chính sẽ chỉ đạo tiến hành nhanh chóng các thủ tục xuất quỹ để chi kịp thời cũng trên báo chính phủ vào ngày 15 tháng 6, báo này có bài viết quản lý quỹ vaccine ghi nhận mọi đóng góp ủng hộ và thực hiện giải ngân trong ngày phỏng vấn ông Nguyễn Quang Vinh, phó tổng giám đốc kho bạc nhà nước. Kiêm giám đốc ban quản lý quỹ vaccine phòng chống covid-19 nói, trong khoảng thời gian tiền quỹ tạm thời nhàn rỗi, cũng tiến hành đấu thầu để gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng của nhà nước và lựa chọn ngân hàng có lãi suất cạnh tranh để đóng góp thêm cho sự tăng trưởng của quỹ. Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với các ca nhiễm COVID-19 tăng mỗi ngày. Hôm 18 tháng 9, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam công bố 9.373 ca nhiễm COVID-19, trong đó Sài Gòn 4.237, Bình Dương là 2.877, Đồng Nai là 939 và Long An là 236. Đây là ngày hiếm hoi số ca nhiễm tại Việt Nam xuống dưới con số 10.000. Đáng lưu ý, bình quân số ca nhiễm ở Việt Nam ghi nhận trong một tuần qua là 10.723 ca mỗi ngày và số ca tử vong vì COVID-19 uh, trên ngày là 220 ca, nâng tổng số lên 16.857 uh, ca kể từ đầu bệnh dịch bệnh. Riêng ở thành phố Sài Gòn, tính đến thời điểm hiện tại thì đã ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm, hơn 13 000 ca chết. Tuy vậy thì theo báo Dinh trong 3 ngày qua thì số ca chết do Covid-19 tại Sài Gòn có xu hướng đang đi ngang và từ 160 đến 166 ca mỗi ngày. Cùng ngày thì báo chí ở Hà Nội mới đây cho hay rằng Hà Nội cơ quan cơ bản là đã kiểm soát được dịch bệnh, từng bước nới lỏng các biện pháp phòng tỏa. Theo báo này thì với dân số từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội là 5,75 triệu người và đến nay thì đã có gần 97% người dân ở Hà Nội đã được trích vaccine ngừa Covid-19 ít nhất là một liều. Và hiện tại thì chỉ còn lại những người nằm trong nhóm chống chỉ định tức là những người già có bệnh nền, sức khỏe yếu, không đủ điều kiện trích ngừa báo Hà Nội mới cho biết thêm. Cũng theo báo này thì những ca nhiễm Covid-19 ghi nhận những ngày gần đây tại thủ đô Hà Nội chủ yếu trong các khu cách ly, khu phong tỏa với số lượng từ 12 đến 16 ca mỗi ngày, giảm 90 đến 120 ca so với hồi tháng 8. Tính đến hôm, hôm 18 tháng 9 thì tổng số liều vaccine đã được chích là 33,5 triệu liều, trong đó có 6,3 triệu liều người đã chích đủ 2 liều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, à, đằng sau bước thụt lùi trong dự thảo quy hoạch điện 8 Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam phê duyệt quy hoạch điện 8 sau khi đã thực hiện giả soát lại yêu cầu tại kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Đánh giá về dự thảo lần này, Liên Minh Năng Lượng Bền Vững Việt Nam VSIE cho rằng những vấn đề tồn tại lớn được các chuyên gia nhà khoa học nhà đầu tư và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm được VSEA tập hợp góp ý trong 3 lần kiến nghị trước đây vẫn chưa được giải quyết à, thậm chí là VSEA cho biết rằng bản dự thảo lần này đã có những bước lùi so với dự thảo hồi tháng 3 năm 2021 khi mà tăng thêm điện than và giảm đi nguồn năng lượng tái tạo theo đó thì so với tờ trình hồi tháng 3 năm 2021, tờ trình lần này có tổng công suất điện lắp đặt toàn hệ thống là 7.688 MW vào năm 2030 giảm 15.046 MW vào năm 2045. Nhưng công suất này giảm do việc cắt giảm công suất của năng lượng tái tạo. Cụ thể đến năm 2030, năng lượng tái tạo bị cắt giảm đến 8.170 MW trong khi thì điện than tăng thêm 3.076 MW so với tờ trình hồi tháng 3 năm 2021 tương tự đến năm 2045 năng lượng tái tạo giảm 16.110 MW và điện than tăng thêm 313 MW trong khi đó theo VSE thì lộ trình điện cạnh tranh là chưa rõ ràng và bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch đặc biệt là nguồn vốn đầu tư là chưa thuyết phục vào tháng 5 năm 2019, Tổng thư ký Liên hiệp Quốc Anthony Guterres đã kêu gọi toàn thế giới hãy ngừng xây dựng các nhà máy than mới từ năm 2020. Một báo cáo cho biết rằng năm quốc gia châu Á gồm có Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Nhật Bản chiếm tới 80% các nhà máy than mới và theo kế hoạch của thế giới là 75% công suất than hiện có. Và tại năm quốc gia này, 92% các dự án điện than theo kế hoạch sẽ không có hiệu quả kinh tế và thậm chí nếu tiếp tục vận hành như hiện nay thì có thể bị lãng phí tới 150 tỷ đô la. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng nhiệt điện than có thể khiến cho Việt Nam thiệt hại 205 triệu đô la và chi phí y tế và năng suất mỗi năm. Việt Nam có kế hoạch xây dựng 24 dự án nhiệt điện than mới trong thập kỷ tới. Tuy nhiên thì theo một báo cáo của CIA, điều này có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân. Nghiên cứu cho thấy khí thải từ các nhà máy điện than sẽ góp phần gây ô nhiễm không khí trên khắp đất nước, ngay cả những khu vực cách xa các dự án được đề xuất hàng km. Và tác động lớn nhất là đối với các thành phố như là thủ đô Hà Nội, thành phố Sài Gòn nơi mà có mật độ dân số cao hơn phải chịu ô nhiễm tích tụ từ các nhà máy ở gần đó. Báo cáo cũng ước tính các dự án điện than sẽ thải ra khoảng 6 tấn thủy ngân mỗi năm, khoảng 32% trong số này sẽ được tích tụ vào đất và hệ sinh thái nước ngọt, khiến cho hơn 14 triệu người có nguy cơ bị phơi nhiễm thủy ngân. Báo cáo ước tính rằng các nhà máy điện than được đề xuất xây dựng sẽ gây ra 1.500 tử vong ca tử vong sớm và 750 ca mắc bệnh hen xuyễn với trẻ em và 370 ca sinh non ở Việt Nam mỗi năm. Chi phí kinh tế tích lũy bao gồm có chăm sóc sức khỏe, tổn thất, năng suất, phúc lợi và các chi phí khác do các nhà máy gây ra trong 30 năm vào khoảng 13 tỷ đô la, tương đương với 302.000 tỷ đồng. Trong một lá thư kêu gọi việc Nhật Bản rút khỏi dự án điện than vũng án 2 ở Việt Nam, nhiều nhà khoa học và hoạt động môi trường đã cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu. Khi mà khủng hoảng khí hậu gia tăng trên toàn thế giới thì việc xây dựng một nhà máy điện than mới gây ra rủi ro lớn hơn không chỉ cho người dân Việt Nam mà cho tất cả mọi người trên thế giới. Đặc biệt là những người dễ bị tổn thương ở phía Nam ở Bán Công. Và ngoài những mối lo về ô nhiễm môi trường, các chuyên gia cho biết Việt Nam còn phải lo lắng về bẫy nợ nần trong kế hoạch vành đai con đường của Trung Cộng. Mặc dù Bắc Kinh đã từng tuyên bố sẽ không xem xét xây dựng các dự án ô nhiễm môi trường lớn và tiêu thụ năng lượng ở mức cao như các nhà máy điện than, nhưng Kể từ khi Trung Quốc triển khai BRI, nước này đã rót hàng tỷ đô la Mỹ cho các dự án liên quan đến nhiên liệu hóa thạch trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc đã nổi lên là một nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài tất cả các lĩnh vực lớn thứ hai trên thế giới sau Nhật Bản, đầu tư 130 tỷ đô la vào các nước khác trong năm 2018. Từ năm 2000 đến 2019, các ngân hàng chính sách của Trung Cộng đã đầu tư 235,6 tỷ đô la Mỹ vào các dự án năng lượng trên toàn cầu và trong tổng số đó thì các khoản đầu tư vào điện than chiếm 22%, 51,8 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam nhận được khoảng 7 tỷ đô la Mỹ tài trợ điện than từ Trung Quốc từ năm 2020 đến năm 2019. Indonesia nhận 9,3 tỷ đô la Ấn Độ 7,7 tỷ đô la và Bangladesh là 2,1 tỷ đô la. Một ví dụ cụ thể vào ngày 22 tháng riêng năm 2021 vừa qua, Tập đoàn Đầu tư xây dựng năng lượng Trung Quốc và công ty trách nhiệm hữu hạn Tozo Venture Capital Holdings của Malaysia đã ký thỏa thuận đầu tư và phát triển giai đoạn 2 của dự án nhà máy nhiệt điện Than Hậu Giang 2 đặt tại Việt Nam. Theo một trang tin của Trung Quốc, nhà máy điện than Hậu Giang Hai này chính là nằm ở trong BAI của Trung Quốc. Xu hướng trên thế giới hiện nay là phát triển năng lượng xanh và bền vững và loại bỏ các dự án năng lượng gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến các khí hậu và cũng như là đời sống của con người. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều cam kết điều này. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn đang là quốc gia đứng đầu thế giới để tiếp tục rót hàng tỷ đô la việc đầu tư cho các dự án điện than ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Việt Nam, tuy trong dự thảo lần trước của quy hoạch điện 8 đã thể hiện tinh thần giảm các năng lượng từ điện than, nhưng trong dự thảo lần này thì lại tăng mức đầu tư điện than và điều này đi ngược với xu hướng của thế giới và chính các cam kết mà của Việt Nam về vấn đề này một câu hỏi được đặt ra là tại sao bộ công thương cộng sản việt nam lại có xu hướng đi thụt lùi như vậy Câu trả lời đơn giản là vì các lợi ích từ tham nhũng và hối lộ của Trung Quốc luôn sử dụng trong BAI đã khiến cho các quan chức Cộng sản Việt Nam trong bộ công thương bị mờ mắt và trong quá khứ thì những câu chuyện mờ mắt với những dự án từ Trung Quốc vẫn còn nguyên đó. Cụ thể như là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông vẫn đang treo lơ lửng trên người dân, trên đầu người dân Hà Nội, à, vẫn như là một cái biếu giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến. Và tiền thì phải trả cho phía Trung Quốc rất nhiều mà không biết đến ngày nào mới có thể hoạt động được. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và hãy bấm vào nút đăng ký để giành được những thông tin mới nhất để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành à, xin chân cả thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.